gặp anh Luân như một quý nhân phù trợ. Em phải dùng từ quý nhân phù trợ bởi vì anh ấy giúp đỡ em rất nhiều. Thực sự là nếu mà không có anh Luân thì em không biết phải là sống như thế nào trong khoảng thời gian đấy. Thì em buổi sáng em hay bị đau bụng mà anh Luân anh ở trong nhà vệ sinh phải mấy tiếng đồng hồ. Em bảo là anh ơi tắm chưa cho em phải đi vệ sinh với, mà anh ấy đi vệ sinh mấy tiếng đồng hồ luôn. Nhiều lúc mà em mất lắm mà em... đi vệ sinh mà mấy tiếng đồng hồ luôn á luôn. Dạ thường em hay viết nhạc trong ý tưởng trong lúc mình tắm. À bữa nay mới biết được. Dạ. Nó sẽ thoải mái ra ý tưởng và dĩ nhiên là có hai phòng tắm mà. Thì cũng có dành cái phòng tắm với em. Phòng trên cũng có không đi. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi. Trời ơi. Tái ngộ, tái dạ, ngộ. Dạ lại tái ngộ nữa hả? Tái ngộ là tái ngộ sao? Tại vì em cùng với Ngọc Lan đã đến nhà của hai vợ chồng gõ cửa thăm nhà rồi chị. Xin chào chàng trai nhạc sĩ mắt nai cha cha cha. Xin chào MC vui tính đẹp trai hài hước Quốc Thuận. Đã từng làm nền cho chị Thúy Nga hát bài mắt nai cha 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 suốt thời thanh xuân của ảnh. Thanh xuân của mình là gắn liền với mắt nai cha cha cha. Cha cha cha. Và cái mối tình đơn phương vẫn cũng gắn liền với mắt nai cha cha cha. Cái đó là lỗ. Tới bây giờ vẫn còn yêu chị Thúy Nga. Cái đó là bạn đừng nghe cô ấy nói nha. Đừng nghe những gì cô ấy nói. Cái phần cuối, cái phần mà yêu thầm Thúy Nga là không có đâu quý vị. Bữa đi ra chợ có người hỏi rồi kìa. Chị Luân rất may mắn được ngày hôm nay đến với chương trình, gặp anh Thuận, chị Hồng Vân, dẫn bà xã tới để có những cái chia sẻ, tạm gọi là vạch mặt cho người xem. Gọi vạch mặt mà ở đây thú vị lắm. Cái cô gái bên đó thì quá là xinh xắn vậy đó à. Trước tiên thì cho em được gửi lời chào đến cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận, cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi qua chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Liên Thảo, hiện tại thì em đang làm công việc là MC dẫn dự sự kiện, cũng như là em làm giáo viên. Hiện tại thì em cũng với cả anh Luân là đang có một công ty tổ chức sự kiện nữa. Cưng nhiêu tuổi rồi nè? Dạ vâng, em với cả anh Luân là anh ấy sinh năm 82, còn em sinh năm 94. Cô hay gọi là cổ là con chó con, em là chó già. Ê cái cặp này bắt trend kịp ghê á. Bắt trend sao chị? Bắt trend ra nè, bắt trend ra nè, nó nghe ra nè. Tại vì ngày xưa lúc mà quen nhau thì anh ấy hơn em một con giáp này. Đã thế anh ấy còn kiểu rất lo lắng, chu cấp. Xong rồi lo tất tần tật từ cái ăn cái mặt. Nói chung là cái gì anh cũng lo, cho nên là một người anh, một người cha vậy. Một người cha, một người anh, một người bạn. Và đôi khi là em hay gọi đùa anh ấy là Sugar Daddy, còn em là Sugar Baby. Đó, bắt kịp trend dễ sợ. Sugar Daddy, Sugar Baby. Dạ không, mà dù em nhiều tuổi nhưng em vẫn trẻ. Và em không đồng ý với kiểu đấy. Em vẫn là Sugar Baby. Dạ. Vậy cuối cùng là ai là Sugar lớn? Sugar Mommy. Trời ơi, dễ sợ quá. Nhưng mà nói nào ngay nha, chị nói thiệt, hai đứa nhìn rất là xứng. Rồi bây giờ tới bạn giới thiệu về mình. Dạ, kính thưa hai MC xinh đẹp. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, em tên là Sĩ Luân. Dạ, em sinh 1982. Em là Sugar Baby của Sugar Mommy. Như vậy thì là em gạn lọc khơi trong, em tìm được cái Mommy Sugar của em là ở cái nhánh nào trong công việc của em? Dạ em tìm được cổ trong chùa. Em trong biết chùa. Em biết. Bữa nay chị mới gặp được bé này á, chị không tưởng tượng rồi, nó xinh xắn mà nó đẹp như một công chúa vậy. Mà trời. Mà lại chấp nhận luôn. Là có baby rồi luôn hả? Dạ vâng ạ. Cổ đã gài em rồi chị ạ. Trời ơi, công chúa nhỏ được nhiêu rồi? Bé hiện tại là được 6 tháng và bé hiện gần nặng gần 8 kg và rất là kháu khỉnh dễ thương, và đặc biệt em hay gọi là hoa hậu thân thiện bởi vì bé rất là hay cười, gặp đúng ai cũng vậy. Cười và ít bữa khi là khóc gặp lắm em ạ. Thôi đó mà đã cười sặc sủa luôn. Cười. Khi em đi chùa làm các khóa tu mùa hè, gặp một cô gái mặc đồ lam không mấy cấp gì cả, mà cổ quét dọn lau chùi này kia rồi phục vụ các ca sĩ, thấy thương quá. Ồ vậy đó. Và hả? Ở trong chùa nhiều ngày để phục vụ khóa tu khóa lễ, thì em thấy là đây là một cô gái có một cái sự tinh khiết trong tâm hồn, và những người trẻ mà cống hiến sức của mình cho cộng đồng, đó là cái điều rất tốt. Thì em cảm nhận đây là một cô gái có cái điểm chung với mình. Em không ngờ là sau đấy cổ đã cua em. Tại sao lại có một cái phản ánh giật đó là sao em? Em có cua ổng không? Người ta nói là phụ nữ thì yêu bằng tai mà đàn ông thì yêu bằng mắt. Em thì lại yêu anh ấy từ cái mùi hương của cơ thể anh ấy cơ. Tức là lần đầu tiên khi mà gặp nhau ấy, là em thấy sao anh này nó thơm gì đâu, rất là thơm. Và sau đó em ấn tượng nhất đối với anh Luân đó chính là cái sự giản dị của anh ấy. Bởi vì anh là một người nổi tiếng nhưng mà gặp ai anh cũng rất là hòa đồng, anh cũng chào hỏi mọi người một cách rất là dễ thương. Và
anh ấy chủ động là làm quen với em luôn. Em cảm thấy rất là ấm áp. Và sao ta, tiếng sét ái tình đúng không ạ? Em có ý kiến này nữa. Em quý cô ấy nhưng mà cô ấy chủ động tấn công em. Tấn công bằng cách nào? Bằng nhiều hướng. Có nghĩa là sau đó hay là tại thời điểm đó luôn? Dạ sau đó chứ. Nhưng mà trước đó em có biết anh này chưa? Em biết anh ấy từ hồi mà còn nhỏ, em đã nghe nhạc của anh rồi. Hồi năm lớp 8 mà em được bố cho vào trong này để chơi. Tại vì ngày xưa là em ở Hà Nội. Thế là em đi vào Thảo Cầm Viên thì em vô tình em bắt gặp anh đang hát trong Thảo Cầm Viên. Thế là em đuổi theo anh ấy để xin chữ ký. Nhưng mà không thấy anh ấy đâu cả, mất tích. Vài năm sau em vào Sài Gòn em sinh sống và lập nghiệp thì là gặp lại anh ấy. Và giống như là một cái cơ duyên, một cái định mệnh của cuộc đời mình đấy ạ. Em được gặp cái người trong mộng của em. Em được gặp cái người mà gọi là giống như em yêu thầm. Mà lại, bây giờ em lại gọi là giống như là em chiếm hữu được toàn bộ người ấy, từ thể xác lẫn tinh thần, vật chất lẫn, phải nói là chiếm hết luôn đó, đúng không? Mà nhiều khi đúng mà thực sự là em không bao giờ tưởng tượng được là Sĩ luôn lại là chồng của mình. Khi mà em nghe như vậy em đã không? Tức là trái tim em nó giống như là... Nó thực sự là mình dùng cảm giác là nó vui sướng gì cực kỳ. Đúng vui không? Mà nó còn sướng nữa. Vì mình không nghĩ là một cái người mà thương mình lại là một cái người hâm mộ mình từ nhỏ như thế. Cho nên là ông Tơ bà Nguyệt là có thiệt nghe mấy đứa. Cái lúc đó là đã yêu chưa? Lúc đó thì thật sự là quý thôi chứ chưa yêu. Chưa yêu đúng không? Nhưng mà mình thấy là một cái cô bạn trẻ, mình toàn là bỏ xứ mà vào trong một cái vùng đất mới lập nghiệp và chịu khó. Ngoài cái việc buôn bán này kia, ngoài đường, ngoài xá, dành thời gian đi học, rồi còn đi vô chùa làm công quả, rửa chén, rửa bát, làm tất cả mọi thứ phục vụ mọi người, thì bản thân em cảm thấy là một cái sự yêu quý. Mình có cảm tình. Yêu thì mà không thể lúc đầu mình gặp nhau mà yêu được liền. Rồi đến khi nào thì mới là chính thức yêu nhau? 6 tháng sau liều nhau. Thực sự đến tận bây giờ cái khoảng thời gian mà em nghĩ là em vẫn còn thấy sợ, đó chính là khi mà em vào Sài Gòn thì mọi thứ đối với em rất là mới mẻ. Em không hề có một người bạn ở đây. Thực sự là lúc đấy em rất là cô đơn và lạc lõng. Thì em chỉ còn cách là đi lên chùa để có thể là làm công quả, cũng như là mình có một nơi để mình nương đi về. Và vâng, có một nơi để mình nương tựa. Lúc đấy em không có một đồng nào trong người cả. Em quen một cô bạn ở trên chùa. Cô mới bảo là thôi mấy giờ mày không có tiền thì mày qua nhà tăng mày ở tạm. Mà nhà của bạn ấy khoảng 20m2 mà có ba mẹ con ở. Không có tiền, thế là bắt đầu mới đi bán cái điện thoại của mình. Bán được 200.000. Rồi hàng ngày đi bán sim dạo ngoài đường vậy đó chị. Xui ở cái là cái chỗ mà em làm thì nó lại giật tiền của em, nó không trả tiền cho em. Khi mà em thiếu tiền quá thì là em đành phải vay tiền bạn thân của em ở ngoài Hà Nội, thì bạn chuyển tiền cho em. Thì khi mà em ra ngoài ngân hàng em rút tiền thì cái thẻ nó nuốt mất cái máy của em, cái thẻ ATM của em. Thế là em không có cách nào khác, em đi ra ngoài ngân hàng để em cầm chứng minh thư đi để rút tiền, thì em để cái điện thoại trên bàn, thế là trộm nó cướp mất luôn. Lúc đó em cũng không để ý. Số đúng nhỏ. Thế xong rồi không có tiền mà không có một cái gì cả. Xong rồi vô tình em gặp anh Luân như một quý nhân phù trợ. Em phải dùng từ quý nhân phù trợ bởi vì anh ấy giúp đỡ em rất nhiều. Thực sự là nếu mà không có anh Luân thì em không biết phải là sống như thế nào trong khoảng thời gian đấy. Không biết làm sao cái ơn này mình trả hết nữa. Thôi bây giờ dùng tâm thân này để trả. Thôi cứ lại đi à, thí chủ à. Trời ơi, mà số xui đó, cô này gặp nhiều cái chuyện xui. Như vậy là hai bạn là yêu nhau mấy năm rồi? Yêu và cưới luôn là bà mấy năm rồi? Dạ từ 23 tới bây giờ. Luân với Thảo là đã hình như là chưa kết hôn đúng không? Dạ kết hôn rồi nhưng mà chưa cưới ạ. Đăng ký kết hôn thôi. Dạ vì chúng em cố gắng đám cưới nhưng mà chúng em không chiến đấu lại con virus. Con virus đúng ra là trong năm nay. Dạ thì là, nhưng mà trước khi mà dịch xảy ra thì tụi em có làm một cái lễ hàng thuận tại Thái Lan. Chị đang muốn hỏi rồi em bé thì sao? Em bé ra đời trong hoàn cảnh như thế nào? Dạ trong hoàn cảnh tai nạn ạ. Tai nạn sao? Cô ấy với em thường xuyên đi du lịch và bụng cô ấy không có tốt. Nhiều khi là 5 lần đi là coi như 2 lần vô bệnh viện. Là ăn không tiêu. Thì sau nhiều lần ở bệnh viện thì là cũng đau bụng, em nhớ bình thường. Rồi cô ấy chuẩn bị đi Anh du học. Là bé này á, đang chuẩn bị là đi Anh. Đi Anh, dạ. Nhận cái show cũng sau đó cũng cả năm trời. Đã ký hợp đồng với cả khách hàng rồi. Sau đó thì đùng cái là cầm cái tờ giấy và cô khóc như mưa, ướt cả cái tờ giấy. Anh ơi, em có em bé rồi. Ồ vậy hả? Hôm đấy là chỉ nghĩ là anh đưa em đi bệnh viện, chỉ nghĩ là để khám nội soi xem là có gì không. Thì nhưng mà bác sĩ nhất quyết là bảo là thôi siêu âm trước đi để xem là có em bé hay không đã. Sau đó thì trời, giống như là một cái tin động trời làm em đứng hình phải mà rất là lâu về sau em mới có thể tỉnh táo rồi mà em bước ra khỏi cái giường bệnh rồi để em xuống em đưa kết quả cho anh. Hay là em đưa cho anh tờ giấy thì em quay mặt coi đi, anh nhìn đi. Nhưng mà
Còn Luân thì sao? Khi mà Luân dạ. Luân có rung không? Luân cầm tờ giấy đó Luân ấy thì phản ứng em thế nào? Em thì mẹ nuôi của em bác sĩ Nguyệt là bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện Vạn Hạnh. Thì em đang ngồi nói chuyện với mẹ rất bình thường. Thế là mẹ với em đều phá lên cười. Chúc mừng. Thì là mẹ cũng nói là mẹ thấy con 40 tuổi rồi. Sao mãi không thấy mày có vợ có con nữa. Cho nên cái việc là thay vì có em bé là người ta sẽ bất ngờ. Thì hai mẹ con vui chúc mừng. À mày không bị vô sinh. Mẹ em chúc mừng em. Nhưng mà trước đó là Luân có bao giờ sợ là mình bị mình bị cái đường con cái không? Cũng sợ á. Tại vì xung quanh em bạn bè đa số là không sinh được. Và có những bạn học trò của em kết hôn 10 năm cũng không có con. Và các ca sĩ học trò của em thì đôi khi định cư ở Mỹ một năm mà về đây vài lần để làm thụ tinh nhân tạo. Làm tới 4 lần thì mới được em bé hết tỷ mấy. Do vậy em thấy là thôi số phận mình cũng vậy rồi, không thể có được. Đây có là nghĩa một... là chính vì vậy mà em không có ý định giữ gìn đó phải không? Dạ đúng rồi. Như là không kiêng khem gì hết. Dạ. Thả luôn. Em nghĩ là mình không thể nào mà có em bé được. Mình thấy nó vừa hài mà nó vui vui. Vui chứ, vui mà với em. Rất vui mà nó bị sốc. Nó bị sốc thật sự. Cả cô ấy và em cũng sốc. Tại vì cái plan của hai đứa thì có thể là 5-7 năm sau mới có. Còn bây giờ là còn quá nhiều công việc và hai người đang ở trạng thái độc thân. Nhà ai nấy ngủ. Công việc xong về ngủ, Lăng đang ngủ không lo gì cả. Thì có em bé là một cái trách nhiệm hoàn toàn mới, cuộc sống hoàn toàn mới. Và trước đó là hai người là ở riêng. Trước đó nha, nhà trước, ai trước nấy khi ở... có baby á, là ở riêng. Nhưng mà sau khi mà phát hiện có em bé rồi thì là hai người có thay đổi không? Lúc baby trong bụng thì đã thay đổi rồi. Đúng rồi. Là quyết định về ở chung để mà Luân tiện bề chăm sóc, đúng không? Em biết mình có em bé thì phản ứng của bố như thế nào? Bố em thì chắc chắn là bố em không vui rồi. Và không hề đồng ý cái việc mà chưa kết hôn mà đã có em bé thì rất buồn về chuyện đó. Chắc chắn rồi, nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ thì bố em... Bây giờ thì bố cổ yêu em hơn yêu cổ. Rồi. Nghĩa là bây giờ hai bạn đã ở chung một nhà ở quận 7 và chương trình gõ cửa thăm nhà đã ghé thăm nhà rồi. Rồi, thôi bây giờ mình qua cái phần 2 đi. Bà ngoại tuyệt vời lắm. Mục đích của hai người... là lên đây để mà kể tội nhau nè. Chương trình phần 2 tố cáo vạch mặt nhau. Mình dùng cái từ vạch mặt đó. Mặt đâu? Từ em đi Liên Thảo. Vạch mặt tật xấu của ông là gì? Tật xấu của anh Luân á, anh ấy bị bệnh phong thấp cho nên là anh ở rất sạch. Chính vì lý do đó buổi sáng nhiều khi là hai đứa ở với nhau thì em buổi sáng em hay bị đau bụng, mà anh Luân anh ở trong nhà vệ sinh phải mấy tiếng đồng hồ. Em bảo là anh ơi xong chưa cho em phải xin đi vệ sinh với, mà anh ấy đi vệ sinh mấy tiếng đồng hồ luôn. Nhiều lúc mà em mót lắm mà em đi vệ sinh mà mấy tiếng đồng hồ luôn á luôn. Dạ thường em hay viết nhạc trong ý tưởng trong lúc mình tắm. À bữa nay mới biết được. Nó sẽ thoải mái ra ý tưởng. Và dĩ nhiên là có hai phòng tắm mà. Thì cũng cứ dành cái phòng tắm dưới với em. Phòng trên cũng có không đi. Ủa nhưng mà cái bài Mắt Na Cha 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 là ra đời trong toilet luôn hả? Dạ ở ngoài thưa anh. Ý tưởng thì ở trong nhưng mà nó ở ngoài. Phải ra ngoài. Rồi tiếp tục. Còn thật xấu vậy nè. Có một khoảng thời gian là anh bị tai nạn và bị mất trí nhớ. Chính vì lý do đó cho nên tận bây giờ anh rất là hay quên. Hồi mà mới quen nhau, đang quen nhau thì hẹn em đi chơi. Alo em bảo 10 giờ anh đến đón em nhé. 11 giờ em không thấy anh đâu, em mới nhắn tin không thấy anh trả lời. Cái 12 giờ em gọi điện, alo anh đang ở đâu đấy? Hả, anh mới ngủ dậy, hôm nay có gì không em? Xong em bảo là, ủa hôm nay anh hẹn em đi chơi mà em đang rất là đói, em đang đợi anh đưa em đi ăn đây. Ủa vậy hả? Sao anh không nhớ ta? Là anh ấy rất là hay quên. Thậm chí là vừa mới ăn xong một lúc sau đến chiều anh ấy đói là ủa như sáng mình ăn chưa ta? Không nhớ là đã ăn hay chưa nữa. Cái tai nạn đó mà bây giờ mà anh ấy như thế này là anh là siêu nhân rồi. Đúng rồi. Cho nên rằng cái đó là mình gác đi, không phải thật xấu nữa. Nhưng mà bây giờ có cải thiện được không Lương? Dạ phải lưu vào điện thoại. Cũng muốn mua cái gì đó hẹn gì phải lưu vào điện thoại. Liền. Dạ. Yeah. Tôi cũng vậy. Nhưng mà khổ. Tôi cũng bị luôn hả? Lương. Ghi hết, anh mua này cho em nhớ nha. Xong ghi hết. Nhưng mà quên đến chỗ mua. Quá chuẩn luôn. Có những khi mà em bảo là ủa sao anh chưa mua sữa, chưa mua tã cho con vậy? Ủa em có nhắn anh mua tã hả? Có, anh kiểm tra tin nhắn đi. Anh quên mất. Cái lúc mà em mang bầu á, anh ấy thấy em bầu vất vả quá. Tại vì nặng quá, rồi còn đau nhức tùm lum. Thì anh luôn anh thấy thế, anh ấy bảo là sao bầu cực quá thì thương quá, mới nói là thôi em chỉ cần việc đẻ thôi, đẻ ra thì tất cả anh lo. Ôi em hy vọng mấy câu nói đấy lắm, cho đến khi đẻ em bé ra anh ấy đi mất hút, không thể ở nhà.
cũng thông cảm cho anh ấy, bởi vì là ngoài việc là vừa là chồng vừa là cha ra thì anh còn làm một người nghệ sĩ, lại còn rất là nhiều công việc, cho nên là cái khoảng thời gian dành cho gia đình rất là ít. Và chính vì thế cho nên là dù mà mới sinh em bé xong cho đến tận bây giờ thì em cũng phải là đa phần là em là người chăm em bé nhiều hơn chồng em. Và em cũng mong là chồng em có nhiều khoảng thời gian hơn dành cho hai mẹ con. Đó là phần mong muốn đúng không? Mong muốn luôn. Dạ. Em mong muốn thay đổi luôn đi, mong muốn luôn đi. Mong muốn là chồng ơi, bây giờ thì vợ biết là chồng là một người rất là thích làm từ thiện này, rất là thích làm những công việc xã hội. Tuy nhiên thì hai mẹ con rất là cần anh. Anh có thể nào mà bớt chút thời gian quý báu của mình để về nhà và chơi với con nhiều ăn hơn cơm, được không? Chơi với vợ, chơi với con. Vô điện thoại nha, em phải lưu cái câu này vô điện thoại. Chơi với vợ con mỗi ngày. Thậm chí là có những ngày ấy, em nằm em chăm con mà em mệt quá em nằm ngủ thiếp đi. Thế là em nằm ngủ em nằm mơ luôn, em nằm mơ là anh ấy về nhà luôn ý. Nhà em mỗi lần mở cửa ra thì sẽ có một cái tiếng tò tí te. Thế là em nằm mơ là có tiếng mở cửa của anh ấy về, xong rồi anh sẽ nói là ba đây ba về rồi đây. Nhưng mà em nằm mơ về xong một lúc sau 5 phút sau là em thấy có tiếng mở cửa về. Rồi em mừng quá em mở mắt ra em chạy ra, hóa ra không phải là anh Luân mà là mẹ em về. Trời ơi. Trời thương quá mà trong giấc mơ cũng thấy luôn đó. Mong đó. Rất là mong về luôn ấy ạ. Rồi bây giờ tới Luân. Dạ. Tật xấu của cô gái xinh đẹp này là gì? Một cái tật xấu khủng khiếp đó là luôn luôn lấy tiền của em. Luôn hỏi là hôm nay em đi làm về có mệt không? Có kiếm được nhiều tiền không? Đến tháng lãnh lương chưa? Đưa em để em cất vô két. Và em luôn mua cho cô một két bự thật bự để trong phòng riêng của cổ. Và hàng ngày cổ mở ra mở vô và cổ đếm luyện tập đếm hoài như là luyện tập luyện tập vì cái luyện món. Nhưng cái điều hay là khi mà em đưa tiền cho cổ thì nó lấy còn lại nguyên. Rất khó. Dạ không, nó còn nguyên. Sao em cứ đem tâm trạng của em mà em áp đặt cho mọi người vậy đi, cổ ghê á. Hỏi mình hỏi mà lấy tâm trạng của mình hỏi á, tức là hạ tiền đưa đi rồi là khỏi lấy lại ha. Riêng về trường hợp mắc nai cha này nha. Cái tật xấu là thích giữ tiền của chồng, nhưng là cái điều lạ là khi mà em cần cô lại đưa. Bất cứ gì là cô tin tưởng là em sẽ làm những cái điều đúng, những cái điều tốt. Còn những cái tật mà đáng yêu cỡ vậy trẻ không? Con không, ví dụ như là thích chơi mấy trò mạo hiểm, cái trò đu quay chổng đầu lên rồi vậy là giống Bí Ngô y chang luôn. Hay đó. Là đứng Bí trên Ngô cao lao 12 tuổi thôi đó. Vậy là không thấy sự nguy hiểm, mình nhìn thấy là thôi, lỡ khi nào mà thang nó hư hay là ốc nó rớt ra mình té cha xuống rồi thôi không chơi. Đúng là tâm lý của người cha đó, không đúng là tâm lý người cha với người mẹ mà nhìn con chơi nó sợ lắm, nó đòi. Còn bà này là cứ vô là mua vé mua chơi, nghĩa là mới thấy bà ở đây mất tiêu rồi. Đâu rồi. Cô này là thuộc mua thích khám phá, thích rừng rú, thích đi phượt đi này kia. Còn đúng em nó nít mẹ em ơi, em thì không, mình phải gì an toàn. Uống trà, đánh cờ, nho nhã. Trà, một sở thích rất ư là trẻ trung đó. Trẻ trung á, trà đạo, đồ này cái nọ. Rồi nè, có vô tư không? Và có bao giờ bị dính lừa không? Đó, ai? Bị lừa. Ai? Bạn này. Cô này bị ta lừa hoài. Giờ mong muốn thay đổi rồi, gì? Em mong muốn cổ thay đổi gì nè? Em mong muốn là cổ sẽ ít nhằn chồng lại. Em rất muốn là cổ có một cái cuộc sống nó đầy đủ. Do vậy mình phải làm việc. Và em nghĩ là cái làm việc không phải là cái trách nhiệm của mình không đối với gia đình, mà đối với đối tác của mình. Cái thời gian dĩ nhiên là trong ngày lúc nào mình rảnh là mình 3 giờ em con liền. Hy vọng là bà xã em sẽ không sao chưa về nữa thế nào để cuộc đời em bớt khổ. Chị hiểu được cái quan điểm của em, nhưng đồng thời chị cũng hiểu được cái tâm trạng của Thảo. Em chưa quen được cái cuộc sống gia đình hôn nhân nó phải như thế nào. Nhưng bây giờ là nó đã ở trong quỹ đạo đó rồi, mặc dù em chưa muốn, nhưng em phải chấp nhận là cuộc sống của em bây giờ, em, gia đình em là cái nơi cần em nhất. Xã hội cần đến em, mọi người cần đến em, nhưng cái người cần em nhiều nhất là vợ và con của em. Mọi người nghe có vẻ giống như là em đi làm suốt này kia, thực sự nhu cầu bà này nhiều. Cái nhu cầu bà đòi hỏi em nhiều chứ không phải là em đi xuống khổ không, quá. Thì cái đó là chị không biết, cái đó là nội bộ của hai đứa tụi em. Cô thấy chưa? Cả cộng đồng xã hội nhìn tôi với một thằng đi làm hoài không về với vợ con. Trời ơi tôi khổ quá. Thật ra đâu phải là đi làm suốt, là do là vợ đòi hỏi nhiều và muốn thêm, đúng không? Lúc nào cũng muốn chồng mới xuất hiện ở nhà. Cô này có một cái tính vậy. Nghĩa là chồng là gì? Là phải ở nhà.
hai vợ chồng phải về thỏa thuận lại. Thỏa thuận lại phải thỏa thuận lại trước khi vạch mặt nhau trên sóng truyền hình để mọi người không hiểu khóc như mưa. Ta không hiểu là chắc cha này đi suốt không thấy về trời ơi. Ta yêu là lúc nào ta cũng muốn vậy, nhưng mà bây giờ không những vợ yêu, con yêu mình nữa. À, riêng cô bé kia là cô yêu em đó, cô không yêu mẹ cổ. Và mẹ cổ thường xuyên chửi cổ và em. Hai cha con mày mặc bánh bao như nhau. Cảm ơn Sĩ Luân, cảm ơn Liên Thảo. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nha. Xin cảm ơn hai bạn. Okay. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy cùng tiếp tục để gặp gỡ và nghe câu chuyện về cặp vợ chồng thứ hai như thế nào. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào họ. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, lời đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể các bạn khán giả có mặt ở trường quay hôm nay, cũng như là các bạn đang xem đài. Em tên là Tống Thanh Tiên, năm nay em 31 tuổi, em ở Bình Dương. Nghề nghiệp của em hiện nay là quản lý của công ty gia đình. Còn em? Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, và chào khán giả xem đài. Em tên là Bùi Thị Thu Hà, năm nay em 26 tuổi, em cũng làm kinh doanh gia đình thôi. Hiện tại thì em cũng đang ở Bình Dương. Vậy thì chắc là hai bạn là chắc là hàng xóm, mà cũng có thể là hai bạn quen nhau từ cái thời thanh mai trúc mã đúng không? Dạ, quen nhau nói chung là ở nhà nhau thì gần lắm ạ. Cách đó, nhau chỉ có 300-400 mét thôi. Thấy chưa? Nhưng mà thời gian gần đây thì mới quen biết nhau, chứ trước đó từ nhỏ lớn lên thì cũng không hề quen biết nhau gì hết. Không biết nhau luôn. Dạ. Ủa vậy cái cơ hội nào mà hai bạn gặp nhau để mà rồi yêu nhau? Khi mà hai vợ chồng đi cùng một cái đám cưới thì chồng em thì không có cái ấn tượng gì về em hết. Em thì có ấn tượng về chồng em là lúc đó nhìn chồng đẹp trai. Nói chung là nhìn rất là thích, nhìn rất là thích, nhưng mà mình theo kiểu mình không có chủ động, mình bị động. Nhưng mà sau 6 tháng sau, em cũng tham gia cuộc thi thanh lịch của phường tổ chức, chồng em cũng tham gia chương trình đó luôn. Vô tình gặp lại nhau một lần nữa, hôm chung kết em không được thi, chồng em được thi thôi. Có nghe tên giới thiệu qua, giới thiệu lại là anh này tên vậy. Trong cái cuộc thi là cái phòng sơ tuyển á, nó có một cái phần thi là giới thiệu bản thân. Lúc đó là vợ em nói là em đã để ý em rồi. Xong rồi vợ em mới về nhờ một cái người bạn làm ở cái đơn vị tổ chức á, hỏi xin cái danh sách thí sinh tham gia, cái từ đó mới kiếm được số điện thoại của em. Tức là vợ chủ động đi kiếm số điện thoại của chồng. Dạ đúng. Ủa nhưng mà chị hỏi em là vợ em đẹp như vậy mà lý do gì mà ngay cái hôm mà lần thi đầu tiên đó em không có cái ấn tượng gì vậy? Cái gu em là bắt đầu là cao hơn. Cái gu là nó cao đó, chân dài đó đúng không? Đó, chân phải dài là toàn mấy nữ cao 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 không à. Có vợ em là chắc thấp nhất. Nhưng mà ảnh không chú ý tới em đúng không? Dạ. Em có nghi ngờ về cái có, chuyện của ảnh? Có, nói chung là ngay từ đầu khi mà nhìn thấy ảnh em đã rơi nghi ngờ cái giới tính, nghĩ anh là 3D rồi. Nói chung là xưa giờ vẫn nghi ngờ là 3D. Tới bây giờ luôn à? Không, hồi đó thôi. Đó thôi chứ tưởng đâu tới bây giờ luôn là đâu có được. Rồi sao, có số điện thoại rồi? Có số điện thoại rồi nhưng mà mình ngại lắm, mình không dám nhắn tin, mình không dám gọi điện thoại. Em lên Facebook kiếm tên Facebook của anh này, tìm kiếm được rồi nhưng mà không dám kết bạn. Nhưng mà 2-3 ngày sau giống như là ngu si vậy, một phút ngu si vậy á, cái mình bấm vào kết bạn, thì trong thời gian đó thì anh đó đang online luôn, anh xác nhận lại liền luôn, mình không kịp bấm hủy kết bạn đi. Lúc đó em cũng không biết nữa, tại vì một ngày cũng có vài người kết bạn nên là em cứ thay kết bạn thì em bấm thôi. Nhưng mà mỗi lần kết bạn có coi hình nền không? Cũng có chứ anh, coi có gái thì mình kết bạn. Bữa chung kết anh thi xong, mà em biết cái chương trình mình thi xong á là 12 giờ đêm thi mới thi xong, thì lúc đó là đêm buổi tối vậy á, canh gần 12 giờ em mới đăng cái hình, một cái hình lung linh của mình lên, mình đăng mình thả thính là có cái bệnh gọi là ngại yêu rồi, mình cảm giác như mình thả thính là mình đang cô đơn vậy á. Nếu như mà anh đó không phải BD, anh đó thực sự là có ấn tượng về mình thì anh đó sẽ comment hay là anh đó sẽ like. Rồi sau đó em thức dậy thì em đã thấy anh đó comment thiệt. Anh comment sao? Dạ, anh comment là bệnh này bị nhiều lắm em, anh cũng bị vậy kiểu như vậy. Rồi sau đó bao lâu thì hai đứa mới bắt đầu yêu nhau? Khoảng một tuần sau là em hẹn vợ em đi uống cà phê. Nhà cũng gần nên là cái bữa đó em đi xe đạp qua cái quán đó, thì nó ở trong cái khu dân cư, là trong cái khu đó luôn, cũng cách khu cách cái gần nhà tụi em luôn. Rồi cái em mới chạy vô cái quán đó, cái chút nữa vợ em đi ra, đi vô quán, mà lúc đó em ngồi ngoài cái quán là có cái phòng lạnh với lại cái không gian ngoài. Em ngồi ngoài cái giờ em nói mũi lắm, thôi mình vô phòng lạnh mình ngồi. Thế xong rồi hai đứa vô phòng lạnh ngồi, thì theo cái phép lịch sự bình thường thì là thường thường là mình ngồi đối diện nhau thôi. Xong mà không biết bữa đó tự nhiên em thấy sao em ngồi kế bên luôn.
Thế rồi sao nữa? Tự nhiên tới cái hấp dẫn cái nghe. Đúng rồi đó, trời ơi. Mấy chị chơi mà đúng không? Em thích nghe những cái đó. Đó rồi sao? Vô trong phòng nó có nhiều người không? Cái lần đầu tiên gặp thì cũng anh đó gài. Em không nhớ là gài cái gì nữa mà em phải ôm anh một cái. Mà là em ôm ổng? Dạ, ôm hờ qua một cái rồi chạy đi thôi. Rồi khi nào mới bắt đầu có nụ hôn xuất hiện? Khoảng 2 ngày sau cũng ở cái quán đó. Ý là sau khi quen là em hẹn liên tục ở quán đó. Em thấy cái quán đó địa điểm tốt. Phong thủy tốt. 12 ngày sau thì em đã gài được vợ em hôn tiếp. Mà ngày sau không biết sao lúc đó cái trình độ em nó cao vậy mà em giờ không nhớ luôn. Bác có nghĩa là em bà chủ động hôn mình luôn. Nhưng mà em cảm thấy nó rất là sung sướng và rất là hạnh phúc khi mà mình bị gài. Cũng sung sướng nha. Nhưng mà nè, đi chơi nhiều như vậy rồi gia đình có biết không? Gia đình em có dễ không? Gia đình em khó lắm. Gia đình em mà em là người gốc Bắc. Khá là khó. Nói chung mà đi chơi lúc nào mình đi chơi cũng từ 7:30 tối tới chỉ tới 9:30, 9 giờ 9:30 tối là con phải về rồi. Đi chơi được vài lần như vậy. Nói chung 1 đến 2 tuần ba em cũng nghi ngờ. Ba mẹ em gợi ý là nếu mà cảm thấy tiến tới xa hơn được nữa thì mời anh đó về nhà chơi. Rồi sao em có tới không? Dạ có, tại vì em cũng có ý định nghiêm túc. Thì mời thì em tới thôi. Hồi đó giờ em quen cũng mấy người rồi nhưng mà em chưa tới nhà bao giờ. Mà em sợ không? Dạ sợ không chứ. Chẳng em sợ. Lúc mà hôm em gặp lần đầu tiên em gặp ba mẹ vợ đó, cái cảm giác em sao? Nói chung mà run lắm, y như là lần đầu tiên đi phỏng vấn xin việc. Trước ngồi coi tivi, em với ba ngồi đối diện vậy nè. Mà bà vợ em chỉ hỏi là con hôm nay là làm gì ở đâu. Cái im đe luôn. Cái từ đó là hai người ngồi coi tivi. Thắp về cái bà nói nếu mà cháu có được nghiêm túc á thì mời ba mẹ qua đây để nói chuyện cho hai đứa tìm hiểu. Cái lúc đó em nghĩ là ba mẹ qua là tới cưới rồi mới qua, đâu có tự nhiên mà tự nhiên mới quen mấy bữa cái tự nhiên mời ba mẹ qua. Cái em về cũng nói với ba em thuyết phục nên thằng mày ba mẹ em cũng qua, hai gia đình mới vô cũng ngồi nói chuyện. Lúc đầu là cho hai đứa nó tìm hiểu thôi. Cái không biết nói sau khoảng 2 tiếng đồng hồ sau cái quay qua hai đứa chừng nào cưới. Em không hiểu luôn. Quá nhanh. Nhưng mà lúc đó là quen nhau được bao lâu rồi ta? Lúc đó quen nhau chừng nửa tháng. Đó cũng chút đỉnh đó. Có nửa tháng thôi vậy đó. Rồi bao lâu thì đám cưới luôn nè. Sau đó là hai gia đình đi coi bói, coi ngày. Coi ngày tới ông thầy đó coi ngày. Em với vợ mới đầu nói là để coi hợp không. Nếu mà không hợp á thì lần sau mình đi chỗ khác, mà mình đi trước mình đút 500 vô. Thế nào coi cũng hợp. Ai ngờ hên là cái bữa đó coi hợp luôn. Mà thầy nói là cho hai cái ngày, một cái là tháng 4 âm, một cái là tháng 10 âm. Mẹ em với mẹ vợ em mới nói là tháng 10 đi, tại vì đỡ cập rập. Em là em muốn tháng 4. Cái xong mày không lấy hai người hỏi em cái giờ con muốn tháng mấy. Dạ thôi tháng 10 cũng được. Nhưng mà trong bụng là muốn tháng 4. Dạ trong bụng là muốn tháng 4 là muốn cưới liền. Tình cảm nó đang mới mẻ. Chung là về nhà xong rồi anh mới là thấy ngu. Sao thấy hồi đó sao lại không phản bác lại cái ý kiến đó liền. Thì khi về nhà thì mới thảo luận với nhau mới nói lại là thôi đi coi lại tháng 4 đi, đừng coi cái mà em mới tác động với ba em. Tháng 4 thì ba ơi. Thấy cũng hơi lâu quá. Rồi chốt tháng 4. Như vậy là cưới trước được 6 tháng. Vậy là cưới từ lúc cưới cho tới lúc ngày hôm nay là được nhiêu bao lâu rồi? 3 năm. Gần 3 năm, 2 năm 11 tháng. Các em có em bé chưa? Dạ rồi, dạ có một bé 2 tuổi. Chúc mừng nghe. Rồi thôi bây giờ qua cái phần kia đi. Cái phần sau khi, tại vì yêu cũng nhanh đúng không? Tìm hiểu cũng ấy, nhưng mà rồi sau khi hai đứa lấy nhau rồi thì có thấy được những cái tật xấu nào của nhau bắt đầu mới lòi ra không, hay là vẫn cứ đẹp như mơ vậy? Không. Dần dần giống như là bị hụt hẫng nha. Em thấy mỗi ngày trải qua đều phải hụt hẫng. Giống như bóc bánh tét vậy đó phải không? Bóc lớp này rồi bóc ra rồi. Thấy luôn cái nhân rồi, cái đòn rồi. Rồi thế sao nè, cái tật xấu anh à? Nói chung là khá là bừa bộn. Chải chuốt bản thân. Nhìn bánh tỏn gì mà bừa bộn à? Nói chung là chải, rất là chải chuốt bản thân luôn. Bao nhiêu tủ đồ giống như quần áo, mỹ phẩm của anh nó rất là nhiều nhưng của cái em gì mỹ phẩm nói lại coi cái gì mỹ phẩm. Nói chung là máy rửa mặt, sữa rửa mặt các thứ đồ đó chung hết, là đúng rồi anh có hết. Nói chung là em cảm giác là anh điệu hơn em vậy. Hồi đó em thấy tủ đồ á là đồ của em không. Nhưng mà sau lúc thời gian mà giảm kinh thành công á còn gần 70 kg thôi. Mua đồ rủ vợ đi shopping xong về tủ đồ nhìn thấy đồ của anh không. Tham khảo cho biết thôi chứ mình không có đánh vô là tật xấu. Cái nào có tật xấu là đam mê, cái đó là sở thích. Nói về sở thích thì cái sở thích của chồng em giống như giới thiệu như là thích hát, thích
thích nấu ăn, nhưng thực chất là hát rất là dở. Ừ. Hát rất là dở và không biết nấu ăn gì hết. Cái sở thích với cái sở trường là nó đâu có liên quan tới nhau. Đúng rồi, đúng rồi. Tức là mỗi lần mà đời người em có ước mơ đúng không? Dạ, em ước vậy thôi, kệ đi. Rồi tiếp tục tật xấu gì nữa? Tối hay khuya dữ lắm ạ. Khuya khuya xấu quá em. 2-3 giờ sáng mới ngủ. Thức khuya làm cái gì? Xem phim rồi chơi game rất là nhiều thứ luôn. Nói chung mình bị nghiện điện thoại vậy. Giờ tới em đó, tới vợ đi đó. Vợ em có thật xấu gì không nè? Nhưng mà vợ em tính rất là ỷ y, nó không có biết lo cho bản thân nhiều. Là đó, trên mặt vợ em là có cái vết thẹo, là em với vợ em là làm bên kinh doanh gỗ. Cái bữa đó là vợ em để cây gỗ đập trúng đầu, tét vô một đường luôn. Vậy đó. Nhưng mà cái đó là tai nạn thôi chứ cũng đâu ý phải là cái tính bất, cái tính trong, bất cẩn trong cuộc sống cũng khá là lúc, bất cẩn lúc mà có bầu á, có bầu lúc mà ở chung với nhà em nhảy cà tưng xuống hai bậc xuống em hết quên mất là em có bầu luôn. Mà vợ em á, giỏi thì vợ em có hay ghen không? Dạ có. Ghen dữ không? Có kiểm soát em hết tất cả mọi thứ không? Dạ có, kiểu là ghen với mấy người yêu cũ của em. Cái về là em thấy là tự nhiên Facebook em là người cũ xóa sạch. Mà đã xóa thôi đi, lâu lâu cái lại nói với em, à nhỏ này nó vậy nè, nhỏ này nó vậy, nó đang vậy nè, đang vậy nè. Kể cho mình nghe cái kêu mình bình luận đi. Đâu dám nói gì đâu. Cái đó chỉ là mình hài hước chút thôi. Cái đó không gọi là ghen. Chồng em thì đã có vợ rồi mà lên Facebook giống như là ai kết bạn, gái xinh kết bạn qua cũng xác nhận đồ like đồ, em rất là không thích. Rồi giờ còn cái gì nữa không? Nóng tính. Nóng tính. Mỗi lần nóng lên là em nói cái gì cũng không nghe. Cứng đầu. Nóng lên là như là làm ngược lại, mình muốn nói cái gì là bắt đầu làm ngược lại mà cũng có khi lớn tiếng nữa. Mà em là em tính em cũng hơi nóng. Nhưng mà gặp vậy em cũng phải nguội lại. Thường là ở nhà vậy đứa nào kèo dưới? Chắc em quá. Rồi giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì nè? Em mong muốn vợ là có biết chăm sóc bản thân hơn. Có thể là đừng có bất cẩn, đừng có lăng xả nữa. Tại vì mình là phụ nữ, mình cũng không phải đàn ông. Có nghĩa là bây giờ chồng muốn vợ là bớt bất cẩn lại thôi. Còn mong muốn cái gì nữa không? Mong muốn là đừng có nóng tính nữa. Đừng nóng tính nữa. Với lại giờ em có cái tật là suy nghĩ hơi nhiều. Cũng như người ta chỉ nói vậy thôi, còn chưa biết là người ta ý gì. Nhưng mà về cứ tự suy nghĩ ra rồi suy tự... diễn, cái suy đó là diễn. Suy diễn chứ không phải suy diễn. Còn em sao, em muốn chồng thay đổi gì? Chồng em thì em muốn nói chung là nếu mà không dọn dẹp nhà thì đừng có bừa bộn nữa. Rồi cố gắng chịu chơi với con hơn, chăm sóc sức khỏe bản thân, nên là ráng ngủ sớm hơn chút, quan trọng sức khỏe của mình. Vậy thôi đúng không? Ừ, hai người này 3 năm rồi vẫn còn rất là hạnh phúc. Những cái mà chồng mong muốn vợ, vợ mong muốn chồng, chị thấy cái đó nó cũng rất là nhỏ thôi mà các em sẽ tự điều chỉnh được đúng không? Chúc cho hai vợ chồng em nghe, nếu được, nếu muốn thì sẽ có thêm đứa nữa nghe, để cho vui nhà vui cửa và cuộc sống luôn luôn tràn đầy tiếng cười nghe, và luôn luôn hạnh phúc và công việc mọi thứ đều được ổn thỏa hết nghe. Cảm ơn hai đứa rất nhiều. Thôi quý vị, chúng ta cùng dành một tràng tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Đây để anh dễ đi ha, được không? Mẻn. Trước tiên là thay mặt chương trình Vợ Chồng Son, cảm ơn hai vợ chồng em đã đến với chương trình trong trường quay ngày hôm nay. Và bây giờ thì chắc lẽ là mời hai em giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quốc Thuận, xin chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Xin chào chương trình. Em là Doanh Quốc Lực, em sinh năm 82, em ở Bắc Cạn ạ. Em bán bông bên Hồ Thị Kỷ. Ủa gì hả? Em có hay thấy anh không? Dạ có. Dạ. Thiệt không? Có thấy anh trong chợ Hội Kỷ không? Tại vì anh đi hoài à. Anh là thường xuyên đi vô chợ Hội Thị Kỷ mua hoa về cắm. Dạ. Mai mốt biết anh qua bên shop của em anh mua. Ừ nha. Đúng rồi đó. Em bên shop Lê Cho ở 40 Hồ Thị Kỷ. Mọi người nhớ nha, số 40 Hồ Thị Kỷ, shop Lê Cho. Mời em. Em xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào đài truyền hình và chào quý khán giả. Em là Lê Thị Bích Cho. Em sinh năm 1987. Quê em ở Bình Định. Hiện em ở cũng số 40 Hồ Thị Kỷ. Là hai vợ chồng bán bông hết đúng không? Dạ. Ủa cho chứ mà trò đúng không? Dạ cho lại cho đi. Lê cho. Cho nhận này. Bây giờ anh rất muốn biết cái mối tình của hai bạn như thế nào. Lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là ở đâu nè? Có ấn tượng gì về nhau không nè? Bọn em thì học chung một trường khuyết tật nên gặp nhau trong đấy. À vậy hả? Dạ. Là cách đây bao lâu rồi cưng? Bọn em quen nhau từ năm 12, năm 2012. 2012. Wow. 9 năm mới ổn được. Ủa nhưng mà lúc đó là các em ở đâu ạ? À? Em ở Bắc Cạn, em vô học ở Sài Gòn, ở trong trường khuyết tật Hóc Môn ạ. Chị rất muốn biết là khi tụi em gặp nhau trong trường á, thì là tụi em gặp nhau, tụi em có ấn tượng gì với nhau liền không? Lần đầu tiên thì em ấn tượng là nụ cười.
Cười xinh một cười rất nhiều răng. Thầy nói là răng rất đặc biệt. Rồi còn em thì sao? Cho thì sao? Em thì không có ấn tượng gì. Chỉ là em cũng hay ấn tượng vì bạn này luôn. Anh đẹp trai thế mà không ấn tượng này, thấy rất đẹp trai giống gặp nhà văn á. Ờ đúng vậy. Tại trong đó nhiều trai đẹp lắm chứ. Nhớ ông xã em là mỗi ngày đi, bạn ở trên Vĩnh Nam á, thì mỗi ngày tụi em đi ăn cơm á, cứ đi lên là đi về là thấy bạn này ăn nhanh lắm. Ở về trước là bạn cứ ngồi ở trên cái hành lang á, nhìn trời nhìn đất, thế là lại có ấn tượng. Rồi ngày nào cũng đi qua ghẹo kéo xe một cái đi về, đi lên lại kéo xe một cái đi lên về đấy hả? Chắc là để ý nè. Rồi xong rồi đến bao lâu thì hai đứa chính thức là trò chuyện với nhau? Sau đó bọn em ký túc xá Nam hay chơi cờ tướng ở bên hành lang á, thì bạn này cũng mê cờ tướng. Thế là mỗi lần đi qua đấy là không về giày nước ngay mà là ngồi chơi cờ tướng. À vậy đó hả? Em chơi giỏi không? Chơi thì cũng không giỏi, chơi đánh thua không à, nhưng mà cái là thích đánh. Có bao giờ thắng được bạn này không? Không, hôm nào mà bạn ấy mê mà bạn nhìn em là bạn ấy bị thua đó. Giống anh ta thả đó. Điều gì mà khiến cho hai bạn coi như là đồng cảm với nhau và thương nhau? Tụi em là người khuyết tật thì thường có những nỗi buồn mà những cái tâm trạng á khó nói với người khác và cũng khó người khác hiểu được, nhưng mà cùng cảnh ngộ thì dễ hiểu lắm. Nhưng mà chị xin lỗi là cái tai nạn là do đâu, hay là mình bẩm sinh hay như thế nào? Không, em thì năm 15 tuổi em đi trèo cây á, em leo cây em bị té rồi bị trùn cột sống, em bị liệt hai chân. Trùn cột sống em là trùng á. Còn cho thì sao? Em thì năm em 22 tuổi á, 2007 á, bị bệnh viêm tủy cổ. Viêm tủy cổ hay không? Thì từ đó bị liệt toàn thân, hai chân hai tay. Rồi em tập lấy trị liệu nhiều lắm, tập cũng hết 8 năm mới đi lại được. Dạ. Em thật sự lúc mà em đứng ở trong đó, anh không nghĩ em là người khuyết tật. Chị cũng vậy đó. Đúng vậy. Chị cũng vậy đó. Nên khi em bước ra đó thì anh mới bất ngờ. Đa phần người bình thường mới nhìn em thì không biết em là người khuyết tật. Đúng rồi. Mà chỉ lúc em đi thì để ý một xíu thì biết, còn nếu mà bình thường em mặc đồ ngoài em đi bình thường thì không ai biết. Mà cái tay em thì nếu mà nhìn để ý thì biết. Vậy là cái lúc mà hai đứa yêu nhau á thì hai đứa mà còn bạn bè với nhau thì đứa nào sẽ là đứa tỏ tình trước? Chắc bên đây đúng không? Không. Không đúng. Em là người tỏ tình bên đây. Ồ vậy hả? Dạ. Tình cờ một hôm em về thì mới gọi điện. Gọi điện rồi nói chuyện chơi với nhau á cũng phải được 6 tháng. Hồi đó em làm học may, đi học may thì có một bạn thân của em học ở đó. Xong rồi cái ngày sinh nhật của anh, chúc mừng sinh nhật anh. Xong cái bạn kia nói là em mà thích bạn này rồi. Xong bạn ấy nói đối là em sẽ không bao giờ tỏ tình. Cái nói vậy giờ muốn gì đi tỏ tình được thêm. Cái là tỏ tình. Nhắn tin tỏ tình, cái bạn này nhận xong im ru luôn. Là tỏ tình là do cá độ rồi. Em cũng thật sự là không biết là do cá độ không? Hay là bây giờ mới biết? Dạ em không biết, sau đó thì biết. Sau rồi. Đó cái phải 2 ngày sau á, cái bạn này tắt điện thoại. Luôn là ngày nào cũng gọi điện. Thời gian lâu rồi này đi xuống thăm em mấy lần, nói chung là em cũng cảm nhận được tình cảm nhiều. Xuống đi thăm mấy lần, tức là em vẫn ở trường, bạn này ở nhà. Trường, bạn nó thì ở bên tận bên quận 7 cơ. Mỗi lần đi bắt đi xe buýt để xuống đến Hóc Môn phải 2 tiếng, 2 tiếng mấy mới tới. Mà hầu như là tháng nào cũng đi khoảng 1-2 lần. Nên em cũng cảm động cái đấy. Cảm động không? Yêu nhau như vậy đó là trong bao nhiêu lâu? Rồi sau đó là em có về Bắc Cạn lại không hay như thế nào? Có, em học ở trong trường được 2 năm. Đợi xin việc có công các công ty vào ấy mà em đi xe lăn. Nên các công ty vô không có tuyển em. Không tuyển. Dạ, thế là em xin về. Về Bắc Cạn đó phải không? Dạ, xin về Bắc Cạn. Rồi lúc đó là hai đứa yêu xa luôn. Dạ. Em về quê, em có làm ở quê 2 năm rồi. Rồi thời gian đó là cho có ra thăm bạn này không? Có. Bạn này ra một lần. Thì lúc đó em là vẫn còn đi vật lý trị liệu. Thì lúc đó là em một buổi đi tập, một buổi em đi bán vé số. Thì thường là Tết thì bán số lượng nó sẽ tăng hơn, mình sẽ có tiền nhiều hơn và em không có đi tập một ngày nào một buổi nữa. Em dành hết thời gian đi bán. Thì bắt đầu em mới dành dụm tiền đó ra riêng, rồi em mới mua vé đi ra thăm ảnh. Vậy hả? Cưng quá vậy. Dạ. Đi xe lửa hay là đi máy bay hay là em sao? Đi máy bay. Lúc đó em nhiều làm lắm nghe. Không có nhiều tiền lắm, một năm mà làm mấy ngày tới thì chỉ kiếm được mấy triệu. Đủ để em trang trải cho một năm em đi vật lý trị liệu. Thế là nói là em chỉ có chuyến đi ra thôi chứ em không có chuyến đi vào. Vậy là em phải nói là anh phải để dành tiền để cho em chuyến vô đi em mới ra thăm anh được. Cái lúc mà hai bạn gặp lại nhau, cảm xúc của em lúc em gặp lại bạn trời, lúc đầu tiên mà gặp á không biết nói lần nào luôn á. Tự nhiên khóc không? Cảm xúc đó không khóc nhưng mà tự nhiên không biết nói gì luôn. Rồi đó nhìn nhau. Thế gì còn em thì sao? Khi em gặp em thì cô ấy... lúc bạn ấy nói là ra thăm em
Thì thực sự em rất vui nhưng mà em vẫn không tin lắm. Không tin là bạn sẽ ra đúng không? Đến lâu ra nhìn thấy bạn ấy thực sự là em thấy nói chung là người nó bị đơ đơ. Thương đúng không? Thương. Thực sự là nó bị đơ mất mấy giây. Nhưng mà sau đó thì chắc có nghĩa là em cảm nhận được rằng đây chính là người phụ nữ của đời mình. Đúng không? Dạ. Sau đấy vì bạn ấy phổi bạn ấy yếu không có được ở ngoài Bắc. Ngoài Bắc nó lạnh. Nên sau đấy một bạn ấy về rồi em suy nghĩ rồi bảo em ở đây thì trong lúc đấy em cảm nhận được tình cảm của bạn ấy rất là rõ ràng. Nên em quyết định dẹp cái tiệm tạp hóa của em vô đây. Vô đây luôn. Ở Vũ Nam luôn. Dạ, sau đó mấy tháng, chắc khoảng 2-3 tháng thì em vô. Sau chiếc bạn em trở ra, đã thăm bạn ấy thì bắt đầu bạn ấy có suy nghĩ là muốn trở vào Sài Gòn để gặp cùng em. Chứ không có phải là để ở ngoài đó và yêu xa nhau nữa. Sau hai đứa làm đám cưới. Dạ không, bạn ấy vào Sài Gòn đây, bắt đầu bạn ấy đi làm Kim Hoàng, bạn ấy vào từ 2015, đi làm Kim Hoàng 3 năm. Lúc đấy em vào cũng không có việc, em tìm việc khắp nơi rồi. Bán vé số rồi cũng có thấy không ổn. Thế là em xin được việc vào tiệm Kim Hoàn làm. Làm cũng được hơn một năm mà nói chung là làm xong thì cũng không thấy có ổn. Không ổn lắm. Nói chung là làm hết làm là cũng hết tiền. Nhưng mà trong lúc đó thì em vẫn đi bán vé số. Em đi bán được lúc đây đi bán được một năm nữa. Thì sau bắt đầu đó thì em của em nó mà shop hoa. Rồi, đó. Thì bắt đầu là kêu em về làm bóng bầu. Yeah. Cô gái bán bao. Rồi vào đây bao lâu thì các em mới đám cưới? Thì bắt đầu tụi em 2017 thì bắt đầu tụi em quyết định là về sống chung với nhau. Tại sống chung nhà trước. Em vào là năm 2016. Rồi em làm được hơn một năm thì lúc đấy bạn em quyết định là về sống chung. Mà chưa có cưới. Đến năm 2018 bạn em mới cưới. Cưới theo hình thức cưới tập thể của thành phố này. À, ở nhà quán niên đúng không? Dạ, quán thanh niên tổ chức. Cũng vui ha em ơi. Rất là vui chứ bộ. Dạ, hôm nay vui lắm. Không biết bây giờ vẫn còn không ta? Vẫn còn, vẫn còn đúng không? Ở nhà quán niên á. Đúng rồi, bữa MC Hồng Hoa, anh gì Hoa. Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa nó có mời chị một lần á. Em cũng được mời nè mà lâu rồi. Em đã vui lắm. Lúc đêm đi em tưởng tượng chắc rất là mệt tại vì dông rồi tập thể nên chắc mệt nhưng mà rất là vui luôn. Nhưng mà anh này hỏi về cá nhân chút xíu. Tức là hai em như vậy thì cái trong cái cuộc sống hiện tại á, những cái sinh hoạt tất cả mọi thứ thì nó anh biết là nó sẽ khó khăn, nhưng mà thí dụ như nếu như là có một người bình thường á thì sẽ có tương trợ với nhau. Thế thì hai em thì như thế nào, cái khó là cái gì ạ? Cái khó của tụi em á là ví dụ bạn này đi, bạn có phải lên xuống xe lăn. Hoặc là những lúc bệnh đi, nằm mà phải có người dụ đỡ dìu, ví dụ em này không làm được gì đó. Như hôm ông xã bị bệnh đưa đi bệnh viện thì bạn ấy bị đau chân tay nè, ngoài không có nhắc lên xe lăn khó hay này nọ thì phải có người đỡ, thì em này không đỡ được. Thì nó khó vậy. Hoặc là những lúc em bệnh đi bệnh viện thì cũng phải cần có người đỡ, thì ông xã em cũng không có đỡ cho em được. Trời, rồi những lúc đó tụi em giải quyết làm sao? Thì phải tự ráng làm thôi. Bạn em tự khắc phục thôi. Tự làm thôi. Đã khó chỗ nào khắc phục chỗ đấy thôi. Khó lắm á. Chứ nãy chị thấy anh Thuận á, mà anh đẩy cái xe còn khó khăn nữa đó. Dạ. Chứ không chỉ là em đúng không? Dạ. Những lúc mạnh khỏe thì không nói gì. Những lúc đau ốm kìa. Thì có mấy lần đi bệnh viện xong cái mấy cô chú hay là y tá nói, sao không vào giúp đỡ đi? Sao mà cứ đứng đó nhìn vậy? Lại đỡ nâng nói, đâu có nâng, tại vì mọi người đi ngoài á thì không có biết là em là người yếu, cứ tưởng em là người bình thường. Không biết tại vì nhìn mặc đồ bình thường thì cứ khoác á, che người đâu có thấy đâu, là cứ tưởng là sao mà vợ bình thường mà chồng vậy mà không lại đỡ. Ngay cả cái việc mà hai vợ chồng cùng đi taxi thôi thì anh cũng đã không hình dung được cái việc là làm sao để mà em lên rồi chồng lên. Thì bạn này cứ việc từ người mà nhắc em xe có thể tự lên được rồi. Ai là người xếp xe lên nữa? Em là xếp xe thì chắc làm được ha em, mà làm hơi cực xíu cái thôi. Em nhà em có một chiếc xe ba bánh xe máy để bạn này chạy. Thì cái xe này muốn đi là tụi em phải có cột lên trên xe. Thì ban đầu em cũng không cột được tại vì cái xe này cũng rất là nặng, phải bê lên xe rồi phải cột. Nhưng mà lần đầu thì làm không được, phải làm sao cho bằng được. Kiểu này không được vì cái khác, không bê được thì khiêng lết làm cách gì cũng phải cho được. Nhà nó cho xe lăn lên làm bạn ấy phải ôm cả cái xe vào người, tại vì cái tay đây không nhấc lên được. Ôm lên cho dùng cái chân đầy lên. Không, mà nhiều khi đó là đi tập vật lý trị liệu đó. Nên là cũng vật lộn lắm rồi cũng làm được. Rồi hai đứa là cưới nhau được bao nhiêu lâu rồi ta? 2018 đến nay là tụi em được 3 năm rồi đó. Được 3 năm, vậy là mình đã có em bé gì chưa? Dạ chưa. Tụi em thì cũng không có dự định là có em bé. Tại vì đa phần sức khỏe tụi em thì cũng không tốt. Đúng rồi.
rồi kinh tế cũng không tốt, rồi mẹ em thì mất rồi, các em thì cũng đã lập gia đình hết, mẹ ba mẹ anh thì cũng đã lớn tuổi rồi. Mà ở ngoài quê nữa đúng không? Ông bà ở ngoài Bắc Cạn thì cũng không ai có thể nào, giống như là tụi em thì nếu mà tụi em có em bé thì bắt buộc phải có người trông phụ, chăm phụ. Ít nhất là em bé phải được 2 tuổi. Nhưng mà với cái thể trạng của hai em như vậy thì bác sĩ nói là cái việc mà có con cái là chuyện bình thường đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi chỉ có em thôi, chứ ông xã em thì không có em bé. Em thì phải đi ấy. Nếu mà bọn em muốn có con thì nói chung là phải đi điều trị vào, nói chung là đi vô cái khoa nam khoa gì đó. Nói luôn nè, nếu như khi nào hai vợ chồng muốn có con thì liên hệ anh ha, anh sẽ giới thiệu bác sĩ nha. Không, nhưng mà nhưng mà tại vì chị thấy khi mà tụi em có em bé là tụi em sẽ khổ lắm, cực luôn. Đúng rồi. Mà đứa bé nó cũng cực đúng luôn rồi đó em. Thì em suy nghĩ đó là thứ nhất là em nói về cái bằng sức khỏe, là thứ nhất là không khỏe để mang bầu để sinh, thứ hai là cũng không khỏe để mà chăm được, rồi mặt kinh tế là tụi em cũng không đủ kinh phí để mà nuôi để cho nó tốt được. Rồi về sau về già thì ngược lại thì nó sẽ rất là khổ với tụi em, nuôi một hai người lớn tuổi mà bình thường đã thấy khổ, huống hồ gì nuôi mà một người hai người mà lớn tuổi mà khuyết tật, tụi em thì khổ lắm, tại vì tụi em quanh năm cũng hay bị bệnh lắm. Nên là tụi em suy nghĩ là thôi, trẻ thì cứ về nương nhau sống, thay giờ bình thường á hai đứa không dự định là ở một mình thì giờ giống như về thì ở cùng với nhau, giống như là tri kỷ với nhau để chăm sóc nhau, để ăn ngủ nhau, tựa nhau đó, nhau. Để cuộc sống nó vui vẻ hơn. Rồi sau này già thì nương được nhau thì nương, không nương thì tụi em vào chùa ở hoặc là vào trại dưỡng lão ở. Để không phiền đến ai, cũng không có thấy tội con mình á. Rồi trong cuộc sống là tụi em có xung khắc không? Có xung khắc cũng có. Có hay cãi nhau không? Nhau đó. Em với bạn ấy thì là trái tính hoàn toàn vậy, nên xung khắc trong cuộc sống là thường xuyên xung khắc. Mà về vấn đề gì? Cũng có nhiều vấn đề, nói chung tụi em thì xoay quanh ba cái, tại vì tụi em làm cùng một công việc. Thì thường cãi nhau về công việc, ví dụ như là một vấn đề em cho nó là sai thì bạn này cho là đúng, là đúng. Không sai. Bạn nói là một vấn đề thì có thể nhìn nhận cái này, nhìn nhận cái khác. Mắt em nhìn nhận sai nhưng mắt người khác nhìn nhận không sai. Thế là đến đó thì còn em là có cái tính là sai hoặc đúng. Chứ không thể nào mà nhìn nhận khác được. Phải rõ ràng thì cứ vậy là cãi nhau. Vợ em là quan niệm là người này đúng thì bắt buộc người kia phải sai. Còn em thì quan niệm khác, em quan niệm là người này đúng thì người kia không nhất thiết phải sai, cũng có thể là đúng. Nghĩa là hai cách nhìn khác nhau thôi. Đúng rồi. Quan nên, điểm à? Đấy là gọi là quan điểm khác nhau. Mình bông anh cắm gì nè, anh nói gì đẹp đó, nhưng mà em thấy không đẹp. Ví dụ gì đó, anh thì nói dù cắm bằng mặt thì là đẹp, còn em nói không được, phải cắm cao cắm thấp mới đẹp, cắm chỗ này mới đẹp. Nên là bắt đầu là riêng cái chuyện cắm bông không, bọn em cũng gây suốt ngày. Thôi bây giờ hai đứa cứ cắm đi, mỗi đứa mình qua đi rồi tặng cắm gì anh cũng sẽ chính xác cho nha. Rồi thôi bây giờ bắt đầu tới cái phần này hấp dẫn đây. Ở với nhau một khoảng thời gian như vậy, vậy thì cái tật xấu nó có lòi ra nhiều không hai em? Cũng có. Tại dạ, trước tiên là em đó. Đầu tiên là gây lộn đã rồi đó. Gây lộn rồi đó. Đầu tiên cái là gây lộn rồi. Đúng như là bất đồng quan điểm. Đó, yeah. Bây giờ anh mà anh ấy có tính xấu không nào? Có tật xấu không nào? Thật ra ông xã em thì cũng không có tật xấu lắm. Tại vì ông xã em thì không có uống rượu, cũng không có hút thuốc, cũng không có chữ thề, cũng không nói to tiếng. Thì em là thường những cái mặt đó là em đã không thích. Mà ông xã em thì lại không có vấn đề đó. Chỉ có mỗi cái tật là tắm rất là lâu. Trời ơi, mỗi lần tắm là hết ít nhất là phải nửa tiếng. Mà em thì cái sở thích là làm gì cho thật là nhanh. Đó thì mỗi lần mà tắm là lâu. Cái ổng tắm rồi ổng vô đó ổng coi cái gì vậy chứ đâu phải tắm đúng không? Không, thực ra là nửa tiếng thì cũng đâu phải là lâu. Có những anh chồng mà 45 phút một tiếng luôn. Em nói là ít nhất là nửa tiếng. Ở đây là anh với chị Vân là thường xuyên vậy. Thường xuyên nghe những cái câu chuyện mà có những anh chồng hoặc là chị vợ là vô trong toilet là một tiếng rưỡi là chiếm mình luôn á, kệ ở ngoài kia bị vấn đề gì kệ. Ở bên đây là mình cứ ở trong toilet trước rồi tính. Nên là nhưng em mà là toilet có coi điện thoại không? Là không, em thì tại vì em thích nước. Cả ngày làm nó ngưng ấy khó chịu rồi thì nên tắm thì em hay thích dội nước. Em biết bơi không? Dạ em có biết bơi. Đó, hôm tuần trước là anh dẫn một cặp là chị đó cũng ngồi xe lăn luôn. Động viên mà dẫn động viên bơi giỏi. Tật mà bơi giỏi lắm. Bây giờ mở hồ bơi luôn. Mở hồ bơi cái đại Tiền Giang á. Đó. Rồi còn tật xấu gì nè? Có mê điện thoại không? Tật xấu hả? Cũng không mê lắm nhưng mà cũng cũng hay bấm. Tối lên thì cũng hay mê chơi cờ. Có lúc thì làm cả ngày rồi. Tối vào ví dụ hai chồng có thể nói gì này nè, bạn này cứ có khi lên có ngồi chơi cờ mãi.
chơi cờ trên điện thoại hả? Dạ. Ừ. Bạn thích chơi cờ. Ừ. Có nóng tính không? Có. Mẹ chồng em thì ít nói. Thường thì ít nói, cũng không có la hay là... Nhưng mà mỗi lần mình Hùng nóng tính lên á, cọc, wow, nó là cọc á, dữ lắm. Như là tưởng tượng như muốn giết em được vậy đó. Mỗi lần bạn Hùng dữ lên, bạn nóng lên, em nói thế nào nữa? Em luôn. Có khi mà đang làm bạn ấy nóng tính lên à, quạo lên, em chả nói nữa. Em một là em đi kiếm chỗ nào đó em chơi. Ừ. Đi chơi, hai là em đi ngủ. À, cọc tính. Rồi, tính. Hay ném đồ đúng không? Phản ứng á, có ném đồ không? Cũng có. Là trước có nhưng bây giờ không rồi. Ném mà còn mua lại. Phải ném thôi, tại vì bây giờ đấu rượt theo nó được. Ra là cơn lên là chọn. Đúng không ạ? Như mấy lần bạn ấy đang cắm hoa. Còn ném đồ mấy lần nhưng mà sau đấy phải mua lại, tiếc tiền quá thế. Ngu luôn không ạ? Rồi giờ còn gì nữa không? Em nghĩ là cũng không, tại vì chồng em có vẻ cũng rất là hoàn hảo rồi. Vì ai cũng có nhiều tật xấu. Đúng rồi. Nhưng mà những cái tật xấu đó chấp nhận được. Rồi giờ tới em đó. Cô ấy có tật xấu nhiều không? Em, vợ em thì nói chung là cá tính, nên gọi là cái mặt đấy nó cũng có hai mặt. Nói về mặt cá tính thì nó tốt, nhưng mà mặt khác thì nó thành ra là độc đoán. Độc đoán. Ví dụ nghĩa là gì mà theo em là độc đoán? Nghĩa là cái gì bạn ấy cho là đúng thì em, nếu mà em khác ý kiến là coi như là em sai đó. Ví dụ như chuyện cắm hoa không? Dạ. Cũng giống như cô nói đẹp là em phải công nhận là đẹp. Dạ. Cắm so le chứ không được cắm bằng. À không, em nói đó từ đầu em là một là một, hai là hai, đúng hoặc sai chứ không có lỡ cỡ. Nhưng mà bạn này thì cứ nói vậy đó, đúng thì người đúng, người đây cũng đúng, chứ không có kiểu mà người đúng người kia sai. Có, cái đó nãy có nói rồi đó. Cho nên là em thường như vậy, nhưng mà thường tính em á là cho bạn này nói là em sai ở đâu phải giải thích cho được. Còn em vậy, nếu em nói là em cho là đúng thì em cũng phải giải thích cho được là em đúng ở điểm nào. Nhưng bạn này không có giải thích được ra là mình đúng, thế là quay lại là nói là em cãi ngang. Em hung dữ, em độc đoán. Đó, thực ra đấy là tính, cái tính kiên quyết, nhưng mà tính quả quyết á. Có rất là nhiều việc cái tính cho tốt, nhưng mà rất nhiều việc nó lại không tốt. Nó làm nhưng mà vợ em có nóng tính giống như em không? Dạ, vợ em thì nóng hơn em nhiều. Nóng hơn em luôn hả? Có đập đồ không? Dạ không có đập đồ, nhưng mà hay là lấy kéo cắt hoa cắt hay la là không bao giờ đập đồ. Mắt đụng ra đúng không? Cắt bọc hoa hả mày? Có không? Có không? Cắt giằng mặt đó. Dạ không có, chỉ có la ra. La lên. Có cái cằn nhằn cử nhữ không? Cằn nhằn hầu như là phụ nữ nào cũng có. Em cũng nói chị Hồng Vân nhá. À không, chị cũng vậy. Chị cũng là phụ nữ. Ai cũng vậy mà. Chứ em ơi. À đó. Rồi nhưng mà là những cái gì mà chồng làm á, là có hay khen khích lệ không? Hay là chê? Dạ có. Thì nhiều cái thì làm hợp ý bạn ấy thì bạn ấy cũng khen. Nhưng mà chê nhiều hơn. Chê nhiều hơn. À. Rồi bây giờ em mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì nè? Là bọn em quen nhau cũng lâu, quen em 6 năm rồi mới ở cùng nhau. Nhưng mà em hiểu hết tính nhau rồi. Trước đó thì em cũng muốn vợ em thay đổi nhìn nhận khác đi. Nhưng mà bây giờ thì em chấp nhận cái điều đó rồi. Em không muốn vợ cứ vậy luôn. Dạ. Như không muốn vợ thay đổi, coi như là vợ tại cứ là vợ như bây giờ. Trên thực tế là không thể thay đổi. Trên thực tế là không thể thay đổi. Thôi coi như là chấp nhận sống chung với lũ. Sống chung với lũ đúng không? Bây giờ em không thay thì anh thay đúng không? Còn em có giống như chồng mình không? Thật ra thì từ đầu là tụi em đã nói là sống thật với nhau. Tụi em đến với nhau thì chỉ ngoài được cái tình cảm yêu thương nhau thôi. Và sống thật với con người mình. Em nói đó, mình nên sống thật với con người mình. Thì để anh chi, để đối phương thì coi là có chịu được cái tính đó của nhau hay không. Thì sau này về với nhau thì nó cái nguy cơ mà đổ vỡ nó sẽ rất là thấp. Đó. Thì thứ hai đó là em là từ lúc em với nhau là đơn giản là tụi em đến với nhau tiền cũng không có, nhà cũng không, cái gì cũng không, ngoài cái tình thương dành cho nhau và cái sự đồng cảm dành cho nhau. Đến với nhau là để yêu thương nhau, để chia sẻ những cái khó khăn cùng nhau, chứ không có gì hết. Cho nên nếu mà sau này mà không yêu thương nhau nữa, có thể chia tay, có thể ra đi không cần một lý do gì hết. Em đơn giản là thương nhau thì ở với nhau, nhưng mà không được chửi em, không được đánh em. Cứ hết thương là có thể đi, nhưng mà không được chửi, không được đánh. Hay quá. Cũng không ràng buộc bất cứ một lý do gì. Chỉ cần nói anh hết thương em rồi, anh không muốn ở cùng em nữa là có thể đi. Và em cũng được như thế. Bọn em đến với nhau thì cũng không có sự ràng buộc gì. Mà nếu mà sau này cũng xác định với nhau là sau này không ở được với nhau thì ra đi cũng sẽ không có sự ràng buộc gì. Nghĩa là không muốn ở với nhau nữa thì đi thôi. Hai đứa chỉ có ra đi khỏi khỏi cái phim trường và đi về nhà thôi. Thế nào mà ra đi riêng được hết trơn. Nghe. Chị thấy vậy nè em, tại vì vậy nè.
cái trường hợp của tụi em đó là tụi em trong cuộc sống á, mình không có được đầy đủ và có nhiều điều kiện như những người bình thường. Cho nên khi mà tụi em đã gặp được nhau rồi thì nó cũng gần như là những cái mảnh ghép mà mình ghép lại được với nhau, mang đến cho mình cái là cái sự mà yêu thương, sự chia sẻ một cách thật nhất có thể. Thành ra là thứ nhất là tụi em đã xác định là không có con cái, thứ hai là không có sự ràng buộc, đúng không? Và mình sống với nhau vui nhất có thể để mang cho đối phương những cái niềm vui. Thì theo chị nha, thì khi mà mình còn sống bên nhau á, đôi khi mình cũng nên gọi là tạo cho đối phương á, những cái điều, ví dụ như mình tặng, hy sinh một cái gì của mình lại. Chị nói cả hai đứa nha, chứ chị không nói một vế nào. Có đôi khi mình không thích điều đó thiệt, nhưng mà có đôi khi mình cũng phải bỏ cái tôi của mình lại một chút xíu, xong mình tạo một cái ấm áp, một cái gì đó cho đối phương của mình, để thời đó, khắc đó, cái thời khắc đó là cái người mình yêu, cái người vợ hoặc người chồng của mình á, tự nhiên được cảm thấy là giống như mình là nhất á, mình là bà tiên, mình là một cô gái đáng yêu nhất trên cái hành tinh này, hoặc là một người chồng gọi là người đàn ông mà hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Ý chị nói ở đây á, là vì tụi em có nhiều thời gian, tụi em dành cho nhau, không vướng bận gì con cái cả. Thành ra lúc nào có thể thì tụi em nên làm những cái việc đó để mang lại những cái cảm xúc cho người chồng, người vợ của mình khi còn có thể. Ý chị nói là như vậy, em hạnh phúc dữ lắm á, chị nói thiệt. Thật ra thì đó, tụi em á, thì thời gian á, lúc mà tụi em á đến được với nhau, nó là gọi là gần như một phép màu. Em giống như bạn này nói, không có thể tin là em có thể bay từ đây ra Bắc để có thể tham anh đó. Và em cũng không bao giờ nghĩ đến ảnh có thể bỏ gia đình mà để vô đây với em được. Tại vì lúc mà ảnh về đó là gia đình đã mở ra một tiệm tạp hóa, đã có cái cuộc sống ổn định. Và ảnh cũng nói là ảnh sẽ không bao giờ vào. Và em cũng luôn biết là ảnh sẽ không bao giờ vô nữa. Nhưng mà từ khi lần anh nói là ảnh vào trở lại, thì lúc em không tin luôn á. Xong rồi lúc gặp lại, mừng ơi là mừng luôn. Cảm xúc nó khó tả lắm. Nên là bây giờ nhiều lúc vợ chồng mà ở với nhau rồi thì có nhiều cái sự cãi vã, giận hờn. Có đôi lúc mình cũng bực bội lại muốn chia tay. Nhưng mà những cái giây phút đó em là suy nghĩ lại, cũng phải là rất là khó khăn tụi em mới đến được với nhau. Và cũng có rất là khó khăn để tụi em có thể, bao nhiêu người tại sao không thương, mày thương anh. Thì mình nghĩ là thôi, thì mình nên, giống như chị nói, bỏ bớt cái tôi lại, nhìn một xíu đi, cũng không sao. Để giữ em à? Để giữ một cái tình cảm mà phải khó khăn lắm mới đến được. Đúng rồi, cái đó là nuôi giữ đó. Nhưng mà lâu lâu phải làm cho đối phương bất ngờ nha. Mình tạo cái cảm xúc bất ngờ cho đối phương. Chị ơi, cắm hoa mỗi một ngày. Em cắm hoa em biết mà. Cắm hoa là yêu đời lắm. Và bao giờ ví dụ cắm hoa nè, anh chồng anh cắm vậy nè, mình tức lắm, xấu lắm, nhưng mà cứ ôi trời ơi, chồng cắm đẹp quá à. Trời, nó khác liền luôn á. Vậy không? Trời, chồng sung sướng vậy đó. Chồng nói trời ơi, sao bữa nay là bà cái kiểu đó vậy? Thử đi con khen mà. Nhiều lúc ơi, anh cắm thì nói trời ông xã em này cắm đẹp quá ta, đó là khác nhất luôn á. Rồi cứ thế nhé. Rồi cảm ơn hai em đã đến với chương trình nghe.